tục với diễn biến giang dở của thế giới hoàn mỹ, Thạch Hạo đã bị Tần Thủ Thành ám sát về nhưng không thành công. Kết quả là lão ta bị Thạch Tử Lăng giết chết. Đám người Bất Lão Sơn nhanh chóng có mặt buộc tội Thạch Tử Lăng. Nơi này dù sao cũng là Bất Lão Sơn, mà hắn trung quy cũng chỉ là người ngoài, vậy mà dám động thủ hành hùng. Tần Di Ninh uy hiếp ngược lại, Thạch Hạo mà mất đi một sợi tóc thì cô sẽ cắt đứt hoàn toàn với Bất Lão Sơn. Đám người bên kia nghe vậy liền lao lên định tấn công, còn chưa kịp thể hiện thì đã bị Thạch Tử Lăng đánh nằm ngã ngửa. Trải qua suy tính, lão bà biết mình không thể đắc tội với hai vợ chồng Tần Di Ninh được nên đành phải quay xe rời đi. Thạch Hạo được đưa vào bên trong phòng trị thương. Nhìn thấy dáng vẻ gần đất xa trời này, Thạch Tử Lăng quyết định sẽ cứu lấy cậu. Vậy nhưng Tần Di Ninh lại không muốn điều này. Đây chính là đi móc xương của một đứa trẻ khác. Dù bất kể lý do là gì thì họ cũng vô cùng khó xử. Tần Hạo nguyện ý giúp đỡ, vậy nhưng Thạch Hạo lại can ngăn. Cậu tình nguyện được chết chứ không muốn mẫu thân phụ thân vì mình mà làm hại người em trai được. Bản thân cậu từng trải qua nỗi đau bị móc xương nên hoàn toàn biết nó thống khổ như thế nào. Làm sao mà cậu có thể để cho Tần Hạo sẽ trải qua nỗi đau khổ giống như vậy chứ? Đột nhiên, tộc trưởng Gia Gia dẫn theo mọi người trong thạch thôn, còn có đám người trong hoàng cung và các thiên kiêu thượng giới từ Bất Lão Sơn đến thăm. Thạch Hạo muốn quay về thạch thôn lần cuối. Thạch thôn còn nhiều linh dược quý, Nguyệt Thiền cũng lấy ra thánh dược, tất cả đều ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, sử dụng để ổn định thương thế cho Thạch Hạo. Vậy nhưng xem ra là vẫn không đủ, tộc trưởng Gia Gia lấy ra Bất Lão Tuyền. Ngoài ra trong thôn cũng có rất nhiều bảo huyết linh dược nữa. Những thứ này đều là cậu ta liều mạng đem về đây. Tiêu Hồng và Hồng Hoàng cũng lấy ra bảo vật để trợ giúp Thạch Hạo. Thương thế của cậu đã khôi phục không ít. Bây giờ lại lấy được hai môn diệu pháp chữa thương, cô lại cảm thấy được thêm tia hy vọng. Thần y gọi mọi người có mặt và cho biết, tuy thương thế của cậu nhìn như chuyển biến tốt. Vậy nhưng sự thật, cậu vẫn đang hao tổn chí tôn huyết trong người để kéo dài tính mạng cho mình. Có lẽ là còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Như vậy cho dù tìm được vật thay thế chí tôn cốt cũng đã muộn rồi. Đừng nói là kiếm, cho dù kế ghép bây giờ thì chí tôn huyết trong người đã hao tổn nghiêm trọng, khó mà tầm bồi cho khôi phục lại. Thạch Hạo gọi riêng Tần Hạo ra nói chuyện. Cậu có một ít thứ muốn đưa cho hắn. Đây là một khối bảo cốt khắc côn bằng pháp, muốn hắn đưa cho Thạch tộc. Côn bằng pháp được xưng là thái cổ kỳ thuật, cậu không muốn loại bảo bối này bị thất truyền trong tay mình. Đáng tiếc là cậu không còn sức để tiếp tục nữa, nên chỉ khắc được một nửa bản. Đang bị thương mà còn khắc pháp, đây chính là đang làm cho thương thế nghiêm trọng hơn. Nguyệt Thiền chẳng biết từ lúc nào đã ở gần đó nên nghe được toàn bộ câu chuyện. Giờ cậu muốn trợ giúp hắn gia tăng thực lực, chân chính thành cường giả. Đám người trong thạch thôn nhanh chóng chạy tới, vậy nhưng giờ ngăn cản đã không kịp nữa. Hóa ra là cậu muốn tặng khối cốt trên người mình cho Tần Hạo. Trải qua đau đớn, chí tôn cốt cũng bị bóc ra. Cậu lập tức ném cho Tần Hạo. Tuy đã bị hư hại, vậy nhưng vẫn có thể giúp sức cho hắn. Tần Hạo nhanh chóng dung nhập chí tôn cốt vào cơ thể. Thạch Hạo dặn dò thêm, nếu có một ngày hắn tự tin thì có thể bỏ qua chí tôn cốt trên người, không cần dùng tới ngoại vật mới coi là chân chính bước lên con đường vô địch. Lời đã nói xong, ý cũng truyền đạt. Cơ thể Thạch Hạo liền rơi xuống bên dưới, trước mắt coi như Thạch Hạo đã về đất mẹ. Cơ thể cậu được đặt ngay bên dưới một gốc cây. Thời gian thấm thoát trôi qua, con đường lên thượng giới cũng sắp bị đóng lại. Thạch Tử Lăng nhắc nhở thê tử sớm ngày đi lên thượng giới, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Thạch Tử Lăng muốn vùi mình vào tu luyện để bản thân mạnh mẽ, sau này còn báo thù, giết hết những kẻ truyền thừa kia đòi lại công bằng cho Thạch Hạo. Một nhà ba người nhanh chóng rời khỏi hạ giới này. Nguyệt Thiền cùng những thiên kiều khác cũng không thấy xuất hiện nữa, họ cũng lên thượng giới rồi. Bây giờ Thạch Thôn chỉ còn lại những tộc nhân lúc trước và Mao Cầu Tiểu Hồng. Đám thanh niên ngồi trước gốc cây tâm sự, nhổ cỏ cho Thạch Hạo thì đột nhiên phát hiện một cây cỏ kỳ lạ. Bọn họ ở đại hoang bao nhiêu năm rồi, vậy nhưng vẫn chưa nhìn thấy loại cỏ này. Càng kỳ lạ hơn nữa, đám cỏ lại đột nhiên mọc lên và trưởng thành chỉ trong vài chớp mắt. Mao Cầu và Tiểu Hồng nhận ra lai lịch của nó. Nó được gọi là Bất Hủ Thảo, là tiên thảo do hai vị cường giả vô thượng thời thượng cổ dùng hai loại tiên thảo chữa thương lai giống mà thành. Đáng tiếc là trong quá khứ, Bất Hủ Thảo lại thất bại trong việc hồi sinh người chết, nên Mao Cầu cũng cảm thấy không khả quan. Nó chỉ có thể khiến thần thức không tiêu tan, nhục thân không bị thối rữa mà thôi. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Thạch Hạo được hồi sinh như thế nào, các bạn hãy đón xem tập sau để rõ hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!